Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại giờ em đang quay video á, là sáng cái ngày 17 tháng 12 âm lịch. Thì từ đây cho tới cái ngày mà nó bung vỏ chấu các bạn cũng còn từ 5 đến 6 ngày nữa. Tháng này là tháng thiếu 29 mùng 1. Vậy thì cái ngày nó bung vỏ chấu các bạn là cái ngày 22. Còn tháng đủ á, là cái ngày nó bung vỏ chấu là cái ngày 23. Thì hai cái ngày này á, thì nó sẽ nở đúng vào cái ngày 30 hoặc là ngày mùng 1 Tết đó các bạn. Thì đây là cái cách lặt lá mai chỉ áp dụng cho miền Tây Nam Bộ của em ở đây. Còn những anh, những bạn mà ở ngoài vùng ngoài, ví dụ như ngoài miền Bắc, miền Trung, thì ở ngoài đó đã lặt lá mai lâu rồi, thì ở ngoài đó hiện tại bây giờ á, thì theo em nghĩ là chỉ có tình huống là nở trễ hoặc là nở sớm thôi. Thì trong mấy ngày vừa qua cũng có rất là nhiều anh ở ngoài miền Trung nè, ở ngoài miền Bắc vào bình luận nói là mai anh nở sớm, rồi mai anh nó nở trễ này kia cái nọ. Thì từ từ em sẽ ra video hướng dẫn nhằm gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn ở ngoài đó xem để mà tham khảo. Thì cái cách để mà mình khắc phục cho cây mai nở sớm nở trễ á, thì đối với em, theo em nghĩ á, thì ở ngoài đó dưới ở miền Nam của em ở đây á, thì hình như cách này nó cũng giống, nó cũng tương đồng, nhưng mà nó chỉ khác có một cái á, là lặt lá mai cái ngày và cái tháng nó hơi khác thôi nha. Thì các chậu mai mà em đang quay trên màn hình đó là những cái chậu mai này em quay từ đầu năm cho tới cái giai đoạn này để mà làm minh họa cho các anh và các bạn xem, tiện trong cái việc theo dõi á. Thì mấy chậu mai này em tính tới thời điểm này á, từ lúc mà em mua về và em trồng á, tính tới thời điểm này là 1 năm lẻ 2 tháng đó các bạn. Thì mấy cái chậu mai này em lặt lá vào cái ngày 13 tháng 12 âm lịch. Thì bữa nay là ngày 17 tháng 12 âm lịch, tất nhiên là 4 ngày. Thì trong cái video này á, là nhiệm vụ của em á, là đi kiểm tra cái nụ và cái chất chồng trong thời gian mà mình lặt lá rồi đó, mình cắt nước cho nó, cái nụ của nó phát triển như thế nào nè, rồi chất chồng của mình hiện tại bây giờ trong thời gian 4 ngày mình cắt nước nó có khô, có ướt gì không, để mà mình tính toán cái ngày để mà mình tưới nước vào cho nó, để cho nó tức và nó bung vỏ chấu đúng như là mình dự tính đó các bạn. Thì em mời các anh và các bạn cùng em đi kiểm tra từng cái nụ mai này và kiểm tra từng cái chất chồng trong chậu để mình biết cách điều chỉnh nước nha. Các bạn cũng nên cố gắng xem hết cái video này để mình có thể tham khảo thêm và biết cách điều chỉnh nước cho cây mai của mình để làm sao cho nó mang lại cái hiệu quả nhất. Thì em làm video đều ghi ngày và tháng đàng hoàng cụ thể để cho anh em mình tiện trong cái việc theo dõi. Nhiều khi các bạn xem nửa chừng rồi các bạn thoát ra, rồi các bạn bình luận, các bạn hỏi em thì em không biết đường trả lời nha. Cho nên các bạn hãy cố gắng xem hết video này để mà mình tham khảo thêm. Ví dụ như các bạn trong mấy ngày vừa qua các bạn làm sai hơi ý của em đó, thì các bạn thấy cách làm này của em nó hợp lý, thì năm sau mình có thể áp dụng cho cây mai của mình nó mang lại cái hiệu quả cao nhất. Thì em chia sẻ điều thực tế, thì em làm sao thì em đều chia sẻ và đăng lên như thế cho các anh, các chú và các bạn xem tham khảo. Thì ngày cho mai này thì 9 người nó 10 ý. Các chú, anh và các bạn có ý kiến gì hay hơn đó thì hãy bình luận phía dưới để cho em học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Thì bây giờ mấy anh quan sát cái nụ của cây mai nè, các anh thấy nụ nè. Nụ nó nhú màu xanh hết rồi, thấy không? Nụ nó to và nó khá đồng đều các bạn. Còn chắc chồng nó từ lúc lặt lá tới giờ nè, thì em không tưới nước cho nó nè các bạn, thì hổm vậy cũng được 4 ngày rồi. À, các bạn thấy nó khô nè, thấy không? Nó khô trên lớp mặt thôi nhưng mà ở dưới nó vẫn còn có độ ẩm nha. Nó vẫn độ ẩm này thì nó vẫn nuôi nụ mình, cho nụ mình được đó các bạn. Bây giờ thì mình quan sát cái nụ ở trên thì mình thấy nụ nè, nó đồng đều hết rồi nè. Nó đồng đều và nó nhú màu xanh hết rồi nè. Các bạn thấy nè, mới lặt lá mới 4 ngày thôi mà nó nhú màu xanh như thế này nè. Cái cây mai này nếu như mình tưới nước vào cho nó liền ha, mình tưới vào cho nó thì nó sẽ tức và nó sẽ bung vỏ chấu ngay lập tức. Nó bung vỏ chấu rồi á thì cây mai này nó có nguy cơ là nó nở sớm nè các bạn. Cho nên cây mai này hiện tại giờ chắc chồng của nó khô, thì mình múc khoảng chừng hai ca nước thôi các bạn. Chậu này chậu 6 nè, thì múc khoảng 2 ca nước mình tưới trên lớp mặt nè để cho nó giữ độ ẩm,
để cho nó nuôi cái nụ của mình á. Còn mà mình tưới tưới nhiều quá, mình tưới nhiều quá thì nó sẽ tức tức và nó sẽ nở, cho nên mình phải coi cái nụ mình mới quyết định tưới nước nha. Thì bây giờ trên mặt này nó khô nhưng mà ở dưới nó vẫn còn có độ ẩm. Thì cái chậu sáo này mình tưới khoảng chừng 2 ca, tưới cầm chừng để cho nó nuôi nụ thôi các bạn. Còn các bạn thấy cái nụ của nó màu xanh như thế này hết rồi nè, thì mình có thể là giảm phun sương lại. Ví dụ như hồ lằn á, lúc mà nó chưa phát triển á, thì mình phun một ngày 3 lần, còn bây giờ nụ nó đã phát triển như thế này rồi nè, thì mình giảm phun sương lại, mình có thể phun một ngày một lần, phun vào cửa sáng các bạn. Còn cái cây mai này cũng vậy, cây mai này các bạn quan sát nụ của nó nè, nụ nó to mà nó cũng khá đồng đều nè, nhưng mà trong này nó có khoảng 20% nụ nó nhú màu xanh như thế này nè, các bạn thấy không. Còn chắc chồng của nó thì từ lúc lặt lá tới giờ cắt nước 4 ngày nay nè, nhưng mà nó vẫn còn độ ẩm nè, là cây mai này nè, cái chậu này vẫn còn độ ẩm. Thì cái chậu này mình tưới khoảng 1 ca nước, tưới sương cho nó để cho nó nuôi nụ thôi các bạn. Nó nụ nè. Bữa nay là ngày 17, thì từ ngày 17 này cho tới ngày mà nó bung vỏ chấu là 22, 5 ngày nữa. Thì giờ nếu mà mình không biết, mình tưới ập vào một cái một luôn thì nó sẽ tức và nó sẽ có nguy cơ là nó nở sớm đó các bạn. Có nghĩa là nó nở vào cái ngày 25, 26 không chừng. Cho nên thì mình coi cái nụ của nó, mình quan sát cái nụ của nó rồi mình mới canh nước nha. Thì bây giờ cái nụ của nó đã to và nó nở đồng đều hết rồi nè, nó đã nhú màu xanh hết rồi nè. Thì giờ mình tưới khoảng chừng 2 ga thôi các bạn. Rồi tới ngày mai hoặc là ngày 19 cũng được nữa, thì mình tưới cho nó một chặng, mình tưới cho nó một chặng bình địa đi, là trong vòng 2-3 ngày là nó sẽ bung vỏ chấu. Là mình canh tới ngày 22-23 đó các bạn, là nó sẽ nở đúng Tết nha. Hoặc là nó nở ngày 28-29 cũng được nữa, cũng ngon nữa. Còn cái cây này các bạn coi cái nụ của nó nè. Nụ nó màu của nó là cái màu sữa hột gà. Nó còn hơi nhỏ nè, thấy không? Còn chắc chồng á, chắc chồng của nó thì từ lúc mà lặt lá tới bây giờ là 4 ngày em không tưới nước nè. Bây giờ mình kiểm tra thử coi xem sao. Kiểm tra ở dưới thì nó vẫn còn có độ ẩm nè, nhưng mà nó giảm hơn một chút, có nghĩa là cách đây 2 ngày, hình như là cái bữa 1-2 ngày gì đó, em có giao video kiểm tra với các anh đó, là lúc đó là chắc chồng nó độ ẩm cao, nhưng mà bây giờ nó hơi giảm một chút, có nghĩa là nó hơi khô một chút rồi nè. Đó thì bây giờ mình quan sát cái nụ của nó, thì cái nụ của nó có màu sữa hột gà như thế này, có nghĩa là nó tiến triển hơi chậm. Thì cái chắc chồng này nó hơi khô nè, cái chậu này chậu 4 đó, thì mình tưới nước vào bình thường cho nó đi các bạn. Chậu này mình tưới nước bình thường, mình tưới cho nó bình địa đi để cho nó tức và để cho nó cái nụ này nó tiến triển lên một chút, thì cây mai này nó sẽ nở đúng Tết đó các bạn. Còn cây này từ bữa lặt lá tới nay thì nó vẫn còn độ ẩm y thinh vài nè. Nó cũng tùy theo cái bộ rễ của cây và cái sức đề kháng của cây. Nhằm cây nó mạnh thì nó hút nước, nó màu khô lắm các bạn, bộ rễ nó mạnh á. Còn cái cây mà nó yếu rồi, sau khi mình lặt lá rồi mình để 5 ngày 6 ngày nó cũng vẫn còn y thinh như thế này nè, thì cây này mình không có tưới nữa, mình chỉ phun sương. Nó những cái phần nụ nào mà nó vẫn còn y thinh như thế này nè thì mình phun sương ngày 3 lần. Còn những cái phần nụ nào mà nó to mà nó xanh như giống hai cây đầu video mình đang quay đó, thì mình có thể giảm phun sương lại, một ngày mình có thể là phun một lần đó. Còn mình tưới nước cho nó thì mình tưới khoảng 1 ca 2 ca thôi, đợi tới ngày 18-19 đó, 19 đi, là quay ngang mình tưới vào cho nó một chặng bình địa, là hai cây mai này nó sẽ bung vỏ chấu vào ngày 22 hoặc là ngày 23 đó các bạn. Còn nếu nó bung vào ngày 20 thì nó sẽ nở vào ngày 29 hoặc là 30. Nếu như các bạn muốn cho nhu cầu nở sớm á, thì tùy theo các bạn chỉnh nước nha. Sau khi mình lặt lá rồi á, thì cái nụ mình nó tiến triển như thế này nè, thì các bạn nên quan sát cái vấn đề mà thuốc sâu, thuốc bọ chỉ nha. Thì mấy cái mai này của em từ bữa lặt lá tới nay là 4 ngày em chưa có phun thuốc sâu, thuốc bọ chỉ lần nào hết các bạn. Bởi vì em quan sát là em không có thấy sâu và bọ chỉ. Thì ngày mai này á, thì em sẽ ra một cái video hướng dẫn chia sẻ đến các anh và các bạn một cái loại thuốc sinh học và kết hợp với phân hữu cơ để mà mình phun giúp cái nụ của nó nở hoa đẹp hơn và nó không có bị sâu ăn này kia nọ nữa. Thì các anh và các bạn nhớ bấm đăng ký
kênh để ngày mai này xem cách phun thuốc của em cho những cây mai này nha. Dạ thì quý em có hay thì em cũng nhờ cô chú anh chị và các bạn nhớ cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ dùm cho em nha. Bạn nào mà chưa đăng ký đó thì hãy đăng ký ủng hộ dùm cho em nha. Và cuối video thì em xin chúc các chú, các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Và em xin chào các chú, anh và các bạn nha.